Sau gần 15 năm thi công, tuyến metro Nhổn ga Hà Nội đã hoàn thành đoạn trên cao và sẽ khai thác từ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8. Đây là tin vui đối với người dân thủ đô. Trong ngày hôm qua, mùng 7 tháng 8, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có mặt ghi nhận những bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày vận hành chính thức. Trong sáng nay mùng 7 tháng 8, công tác dọn dẹp vệ sinh cảnh quan được nhân viên tuyến metro Nhổn ga Hà Nội thực hiện tại tất cả các nhà ga. Các trang thiết bị cũng được kiểm tra lần cuối trước ngày vận hành. Toàn bộ tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội có 12,5 km và đã hoàn thành 8,5 km đoạn đi trên cao. Đoạn Nhổn ga Hà Nội hay còn gọi là tuyến đường sắt đô thị số 3 thì được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Và các cái thiết bị rồi đoàn tàu cũng như là các cái hệ thống điều khiển thì đều áp dụng các cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của châu Âu. Thế và chúng tôi cũng rất tự tin rằng cái tuyến này là một cái tuyến có đầy đủ các cái tiện nghi để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân thành phố Hà Nội. Theo thiết kế kỹ thuật của tuyến metro Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao, mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, mỗi toa chở được 236 hành khách, mỗi chuyến chở được 944 hành khách. Công ty Đường sắt Hà Nội dự kiến vận hành từ 4 đến 6 đoàn tàu, tần suất chạy tàu giờ cao điểm là 6 phút một chuyến. Tất cả những cái kinh nghiệm và bài học từ cái tuyến Cát Linh Hà Đông đã vận hành được gần 3 năm ấy, thì đã được chúng tôi rút kinh nghiệm để phối hợp với lại chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để mà phục vụ cho cái việc vận hành cái tuyến 3.1 một cách tốt nhất. Theo kế hoạch, đoạn đường sắt trên cao tuyến metro Nhổn ga Hà Nội sẽ mở cửa đón khách vào ngày mai mùng 8 tháng 8. Và sau 2 tuần chạy miễn phí thì Hà Nội Metro sẽ mở bán vé cho hành khách. Giá vé dự kiến từ Nhổn đến Cầu Giấy là 12.000 và cả ngày là 24.000. Sau khi đi vào khai thác, tuyến metro Nhổn ga Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô khi đi qua những tuyến phố đông đúc như Cầu Giấy, Quốc lộ 32, Xuân Thủy,